Ok, cho mình quay lại ở cho mình sẽ nhớ đây. Đấy mình nhớ rồi, nhưng mà cứ nhớ lại đi nhỉ. Chẳng chết đây. Rồi mình sẽ xem cái con này nó muốn rủ mình đi đâu. Khả năng là nó cũng chẳng có gì đặc biệt đấy, nó giống như thằng Ryuji. Cái read the computer magazine. Chúng ta đủ cái proficiency để đọc được cái computer magazine. Nên cái này là khả năng nó chỉ là cái mối quan hệ bình thường là làm tăng cái điểm kinh nghiệm 10 tới 10 này. This mouse is so big, two-handed mouse. Kì, chuột máy tính ấy phải dùng hai tay. This PC building competition. Have you even built your old PC before? I never crossed my mind. It never crossed my mind. Nên là mình sẽ phải chọn này. I've been interested in it. Of course. Cái này nó sẽ coi trọng mình nhỉ. Thì là PC Master. Kể cả CPU loại gì này, bao nhiêu RAM này. Bạn có anh có bao giờ anh chạy overclock không này. Thời gian chó đâu thì quan tâm cái này. Mình sẽ hiểu hơn về cái này. Nên là đúng là cái bản này cái là cái này là nó hoàn toàn nó lãng phí thời gian. Ok, con mày cút về nhà đi. I want the other thing. Mẹ mày đốt cả thời gian của bố mày mà. Anh lại phải lốt lại để ok, thay vì mình nói chuyện con này là mình sẽ đi cái Mementos nhỉ. Ok. Oh, shut up, mai cơ mà, nhưng mà mình sẽ lốt lại. Ok, mình sẽ đi lại cái Mementos thôi. Mình xem có gì hot không. Rồi đầu chapter sau là chúng ta có thể đi lại một lần nữa. Hai ao Arctic này. Đây sẽ là chúng ta sẽ đi cái Mementos ở ngày cuối cùng. Ủa? À đúng, bây giờ là mùng 10 tháng 10 là trời đã lạnh rồi à? Bắt đầu lại mặc áo mùa đông rồi này. Read the request. The state mother who mistreats her daughter. Ok, cái này là nhiệm vụ của con Hifumi. Ok, bà ấy lợi dụng con gái như cả cái công cụ này, cái gì đấy. Hifumi này. Listen up. Bố mẹ của Futaba friend này, Kana-chan này. Nice. Ai Kana-chan này. Nice. Hey. They may be too difficult to read at the moment though. No objection, yep. Right? Mình có rất là nhiều nhiệm vụ. B có hẳn nhiệm vụ hạng A đúng không? Tờ Daughter này. Nên là cái rank cao của con Futaba rồi. Mình không biết là hạng A này mình có đánh được mà mình thử. Nói chung là mình sẽ nhớ trước khi mình đi ấy. Có thể bấm nhầm rồi. Họp lại đi nào. Bày vào đống ghế này. Ok. Lại gọi lại thêm. Kiểu như là cái thằng kia xem điện thoại này, thằng kia đọc truyện tranh này, thằng kia ăn bim bim, ăn snack này, thằng kia chơi mèo này, chị kia làm bài tập này, con kia cũng lướt face này, con kia đúng kiểu là tiểu thư uống trà ấy. Infiltrate the palace này, ok, chúng ta sẽ explore the Mementos. Yes, yes. Okay, let's go. Đi ngày cuối cùng. Rồi tất cả các cái contact khác là nó sẽ nổ rồi. Ở đầu cái chapter sau ấy. All right. Focus. Let's start today's job. Để mình xem mình có boost được cái con gì mới không. Mình xả hết mấy con persona mình không cần nhỉ. You. Cái này là xem cái đâu sử dụng cái Fusion Network này. Mỗi ngày là chúng ta phải dùng để đỡ phí. Chúng ta sẽ boost được một số cái con mới này. Ui, con này rất là mạnh luôn này. Con Skathat này. Này. The Warrior Woman of Land of Shadow in Celtic này. Back Rider level 59. Hai Piri. Mình muốn con nào level mạnh mạnh thế nhỉ, level 4 mấy thế. Kimimohime cái gì này. Kumishima này. Còn là búp được cả Horus này lên con này. Còn thiếu được một tí là kinh nghiệm này. Narcissus này. The Young Man of the Great Meat này.
Thần thoại Hy Lạp. Zuckerberg là lên được con Daisomo này. Narcissism này, Horus này. Bố mẹ con này nhỉ? Đánh phép này. Savior Blood này. Mấy cái này là mình có mình không? Lão này là thiên về hút à? Select the skills you'd like to inherit. Rao mau này, vẫn thế. It will receive significant power. Bây giờ mình xem này. Cái này là medium blessing này. Select the skills you'd like to inherit. Đây này là low chance of instant kill. It will receive significant power now for a rebirth. Đây này, anh sư ướp xác. Này kháng lại mấy hết cái mấy cái nó điểm yếu là cái shadow ở đâu darkness này. Samsara này. High chain of instant kill. Cái này là cái phép mà Hà này giết rất là mạnh này. Cái nó gọi là high chain rồi này. Chứ không phải là medium chain này, cái này là high chain rồi. Và soul chain. Restore SP after battle pass. Ui ngon quá nhỉ. Được rồi. Let us begin the search. Mình xả thêm mấy con này. Mình level 44. Ui lại mấy con này. But not impressive. Mình loại bỏ mấy con Hime này. Red Rider này. Not terrible, but not impressive. Rider giết luôn thằng này. Mình đang muốn chơi thằng ô này. Kỹ năng thằng này mạnh phết. Red Rider thì yếu với cả ngược với con này. Con này có chiêu Psionic này. Mình búp đi. Alame Hunter này. Đánh cái chiêu Psyodai này. Rồi sâu trên này nhỉ. Đánh cái chiêu mà nó chiêu rất là mạnh cái chiêu này. Không đánh đánh đã không đánh được cái chiêu mà cao hơn à. Medium blessing to O, medium focus. Lần này chúng ta cứ bút thôi. Cho nó dọn hết bớt cái đống ấy này. Red Rider. Arunda này. Cái mấy con này là này. Nhiều mắt. Nó bút từ con Red Rider luôn á. Okay. Con đều này mà bút từ hai con này rồi. Sao mình sẽ quay lại sau này. Chúng ta mình có thể bình bút và gọi lại nhưng mà sẽ rất là tốn tiền này. Nhưng mà tạm thời là chúng ta cứ đi xem có gì hot. Team là chúng ta Haru này. Sờ. Bắt đầu từ cái nhiệm vụ dưới này. Nhiệm vụ đang D ra. Ok, ở dưới, ở trước đây. Là mình bắt đầu từ cái hay là mình bắt đầu từ cái cuối này nhỉ. Cuối cái chỗ này đi hẳn xuống. Chung là những cái chỗ này là nó gần như là extra ấy, nên là nếu các bạn cảm thấy nó lâu ấy thì mình nghĩ là các bạn có thể skip qua ấy, để chúng ta quay về những cái yếu tố là giao lưu ấy để cho các bạn đỡ mất thời gian ấy. Nhưng mà mình chạy con mẹ đi. Chết con này à? Mẹ đóng rồi. Area 2. What's it like?
Mèo nó vẫn không cảm nhận được cái chỗ này à? Đi xuống dưới thôi. Ok, đây là tầng 3 này. Illegal. Makarakam, that will fix damage. Magic attack for one ally. Con này nó thiên về kiểu khiên, khiên chống ma thuật và chống ấy. Đi quy rồi, ok, mình sẽ bỏ. Không muốn bỏ một cái gì rồi. Này chắc là nó rank. Thanh niên ở đây. Uchimura Shadow. À, cái thằng này là bên thầy bói này. Thằng này thì vớ vẩn đấy. Ok, mình sẽ nó don't beat your girlfriend. Shut the F up. Thằng ba vẩn. Mình không biết là nó có chịu được một hit của mình không. Thằng này một là yếu với gió, hay là nó yếu với cả cái nuclear ra. Mudon. À, con... À, con này nó mạnh với gió. Thế thì mình chết. Ô, yếu với Psionic á. Ngó. Ô, chết mẹ luôn. Ui, một hit chết luôn. 20.000 tiền, yeah. Không phải thất phục. This is horrible. A thief stick? And the boy's fan abuse. Yes, go back to the entrance. Mình sẽ đối tượng tiếp theo là ở cái chỗ này. Mình sẽ đi theo cái chỗ số 8. Khả năng đây nó sẽ một sự tôi có mấy cái đối tượng ở khu này. Ở chỗ ở phía trước. Và chắc là mình sẽ đi khám phá luôn cái Mementos mới nó có gì. Khả năng ở cái chapter sau là chúng ta tương đối bận đấy. Không phải gì nào. Không phải rảnh rỗi một tí nào. À, Jun. Sáu năm. À, đây, trong khu này. Đây, đâm thẳng. Đây là, à đây là bà mẹ con Hifumi này. Cô thật là xấu xa. Let's get her, yes. Unbelievable. Tao đẻ nó ra này, tao nuôi dưỡng nó thì nên là cái con này là phải phục vụ ta. Sống để phục vụ. Hifumi injo to you. You are yeah. Ok, về cái bà tần cho lại bà làm trận. I'm the one who building the hill. Bà bảo là những cái trận đấu trước của con này là đều là do bà set up à. Con này cái danh tiếng con này là đều do bài bà xây dựng. Nếu mà trước đấy là tôi không đuổi hết mấy cái bọn rival ấy, thì con này nó không được vị thế như bây giờ. To find the weakness in the... Okay, bà này gọi thuê cả đầu gấu đấy. Cái đó bọn thám tử và cái bọn đầu gấu ấy, để có thể tìm được cái điểm yếu để bắt bọn kia về thua. Kinh quá nhỉ.
Nên đấy là cái lý do tại tại sao mày mấy đứa nó gọi là sen, kiểu mấy đứa senpai con này nó kiểu nó ghét con này. Mà con này không biết ấy, bởi vì con này nó bị kiểu cái chiến thắng của nó bị set up nhiều. Kiểu là con gái bà này như kiểu là cái con tốt ấy. Cái bà thí xây dựng này. Em xinh này. Kiểu mà cũng đúng, bởi vì nhỡ mà đẻ ra được cái gái xinh này thì kiểu phải bảo vệ. Thế là trở lại bà đi ăn chơi rồi. Thế thì có gì kinh nhỉ? Psionic à? Này có thể yếu với băng rồi à? Tật điện rồi. Mình không có con nào đánh băng nhỉ? Mabufa này. Mabufula. Nó có yếu với băng. Con mèo đánh. Xe đâm. Cái con này nó choáng. Chúng ta sẽ nói chuyện bà thằng Lend me your power. Sao cái lần đầu tiên mình nói chuyện à nhỉ? Ok. Thôi được rồi, đi chết đi. Miracle Punk rồi. Mà đánh cả băng nữa. Ui, kinh quá nhỉ. Champion Cup. Dậy đi em ơi. Ủa đấy. Mẹ này bị frozen. Ui, con này đánh được hết các phép á. Hút máu ấy. Mẹ nó đánh kinh nhỉ. Mình muốn đổi cái nhân vật khác á. Active support. Bu Afe nè. Nè combo của mèo với con này. Enjoy. Ui, thế mà không chết. Ủa, tí chết mày. Bà mẹ lại đánh ác phết này. Bà này chưa bao giờ giành chiến thắng nên bà phải sử dụng con này để nó. What about Hifumi happiness? Mà khi mà cái con gái của bà thắng được cái giải đấu ở trường, mọi người ta gọi con này là thiên tài, con bé thiên tài. Nên là bà không bao giờ mình bà đã bỏ lại cái hình ảnh ra khỏi đầu. I'm sorry. The bread chain à? Không tệ một chút nào. Hình như đây là cái rank B ra nhỉ. Là mẹ của Hifumi này. À, vẫn có một đối tượng này. Mình không biết là cái chỗ nào. Đổi một số nhầm. Mẹ Makoto này. À
làm cao tinh hoàn này. Morgana này. Để mình xem cái request này. Đây là lúc nãy là mình đánh được cái hạng B này. Đây là còn chưa đánh được hạng A nhé. Là Mr. Ticket này. Khả năng là cái hạng A này là nó có ở, không phải ở trong cái chỗ này luôn. Cái vùng này. Bây giờ chúng ta còn hai cái nhiệm vụ là cái Man of the Many Faces này. Với cả Winner Do You Cheat. I have something. Thằng này nào đi vào đây này. What is the matter? It looks like. Nghe cho Haru ra ngoài. Quay lại team cơ bản là. Chúng ta mình nghĩ là chúng ta đang đi gần đến cái kết thúc của game ấy. Nhưng mà nó là đi gần thôi chứ còn rất là nhiều. Để mình xem ở đây là chỗ nào. Vẫn có một đối tượng ở đây. Là chỗ nào? Ở phía trước à? God damn it. Sooty Divine Ammo. Con quái to này. I know it's useless to dwell on it, but sometimes I get so suspicious of these TV reports. Chỗ này ngon quá nhỉ. 27/25. Focus. Chỗ này là up. Mình phải đi up. Mày hát tầng này. Mày gặp thằng Joe rồi. Mày có đồ gì hết không? Nhưng mà phần này có rất là nhiều bí mật. Như là những nhân vật mới này. Và thằng Joe này. Hey, mister. Ok, nhưng mà cái Kree này là ở lần sau mới được. Ơ? Được luôn á? Ring of Kree. Cái nhẫn của lòng tham. Mình tưởng là mình phải đợi để hết cái ấy sao? À, Bách Cortana. Thế mình sẽ vẫn mua thêm nhỉ. Còn mấy cái chiêu mà đánh để mấy cái chiêu búp này rất là mạnh này. Ray Defense này, Ray Attack này. Thì mình sẽ cần cái EP cao lên này. Vẫn phải đi lên trên. Này là nó là Ring of Greed à, lòng tham. Dark Spirit Mirror này, Ring of Greed, Ring of Wrath. Đây này, Ring of Greed. Riri đang cầm The President Inside. Bear the seal of Mr. Ingrid, wear the attack for 3 turns. Nhà Ring of Wrath này. Ai xít.
khu này vẫn của cái con Futaba. Nên là nếu mà lòng vòng ở đây là cũng là một cái cách để chúng ta kiếm kiếm persona mà. Thay vì là chúng ta có thể mình chúng ta đi luyện đấy, đi hợp persona thì chúng ta có đi lòng vòng để chúng ta kiếm này. Vẫn chưa phải à? Isis. Nên là kiếm cái này là cũng tương đối là mệt à. Nhưng mà không có gì so sánh được với cái phần 3 dungeon của nó rất là mệt mỏi luôn ấy. Mình đang nghĩ là mình sẽ cover cái phần 3 trong một thời gian sớm ấy. Chắc chắn là mình sẽ chơi lại ở phần 3 cái bản fast. I just can't get used to it. I think it suits you. Especially the whip. Nên là phần 3 chúng ta có hai bản là bản fast và cái bản kia là bản gì nhỉ? Portable. Bản portable đấy thì tính năng nó nhiều hơn nhưng mà cái nó thiếu đấy là cái môi trường 3D nên là rất là đáng tiếc là cái bản 3 là cái bản duy nhất mà chúng ta không có được cái bản nào thực sự là Definitive Edition. Hình như đây là cái chỗ con quái này. Đây là cái con ngọc bị trả đánh Naga này. Mấy con này nó cũ rồi. Đây là cái rank mà cái thằng gì mà cheater rồi. À, thằng này là khác à? Là đối tượng gì à? Akitsu xa đầu. À, thằng này đối tượng bình thường. Cái thằng mà nó hay thay đổi đi quyệt tiền ấy. Rồi nó thay đổi cái bộ mặt của nó. Này là cái con Legion. Mình chả nhớ cái điểm yếu của này là cái gì. Legion là kiểu nhiều đứa ghép lại. Nó yếu với lửa rồi. Sweep Strike. Ui phản đòn. Yếu với cả cái này là ánh sáng. Khả năng nó yếu với lửa thật. Búp cho lốc cười. Thomas Blow. Đánh như muỗi nhỉ. Cho làm trận. À con này cũng lửa rồi. Thế nó không yếu với cái gì à? Bánh tay vậy. Cho nó chết cho mẹ. Ok, chị lên đi. Cho nó chậm. Critical, ngon quá nhỉ. Không chết á. Running, chết à. Kìa, my finish. Time for a lovely coup de grace. Let her rip.
man, I'm starving. Allow me. Oh, some yeah! Sauce, a touch of red. Mm. Bon appetit. Bon appetit. Oh, man, it's just what I want. Get out of my Chào face! Chạy. Yes. So good. Chúng ta buồn hài lắm. You are the villain. My heart had never changed. Mumbo Jumbo Themopilet. Này chúng ta có rất là nhiều cái trường. All right. Chúng ta sẽ get to the entrance này. Nhưng mình còn hai nhiệm vụ nữa ra. Còn hai nhiệm vụ thứ A và cái hạng The Winner Don't Cheat này. Mình nhớ mà. Cái hạng A là có vẻ là chúng ta sẽ vất vả, chúng ta tẩn là cái thằng này. À, trong về cơ bản là chúng ta vẫn phải nằm vào cái chỗ mờ. Mình không hiểu sao đến cái đoạn này mà nó vẫn có cái winner mà don't cheat nhỉ, có nghĩa là cả hai thằng này ở dưới cái khu này. Khu mới này. Có thể cái chỗ này là nó chưa mở cho mình à? Ô, thế cái chỗ này là cái block của cái chapter này. Không, mình tưởng là nó phải mở cho mình. Ok, dù sao đi nhanh nữa thì không mở thì phải chịu rồi. Ok, chắc là mình sẽ quay lại ở cái chapter kia vậy. Hoặc là mình sẽ ngồi mình chơi một tí để mình ăn hết mấy cái hoa ấy. Không phải là cái gì quá quan trọng lắm. Nhưng mà dù sao thì mình cũng sẽ có thể mình ngồi đây mình búp lại một số cái con mới ấy. Lấy lại một số cái con persona và ở lần sau mình quay lại các bạn ấy, thì chắc là mình sẽ bắt đầu mình chơi ở cái chapter cuối ấy. Là kiểu cái lời thú tội của ông Okumura ấy. Chúng ta quay lại cái câu chuyện chính ấy. Rồi nó sẽ coi như là nó bắt đầu một cái chapter mới mà. Bây giờ mùng 10 tháng 10 này. Bây giờ là tháng 10 rất là nhanh luôn. Ok, mình sẽ quay lại các bạn. Nếu các bạn chưa đăng ký thì hãy đăng ký channel và like video để support cái nội dung trên channel mình. Và mình có động lực để mình về sau mình cover được nhiều game hay như ở mấy cái dòng Persona 4 Golden nhỉ? Hoặc là Persona 5 3 Fat. Bên cạnh game này mình chơi mấy game khác như là Final Three House và cái trò cũng có thể gọi là cái trò trước rồi, trò Persona 5 là cái trò Tokyo Mirage Section ấy. Này cũng rất là hay nên nếu các bạn quan tâm xin hãy xem qua channel mình. Và mình xin cảm ơn các bạn theo dõi video và hẹn gặp lại các bạn ở một tập khác trên channel.